Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13 tháng 1. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Miền Bắc tiếp tục mưa rét kéo dài do không khí lạnh dồn dập. Chiều cường kết hợp gió mùa đông bắc, nguy cơ ngập úng ở thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần. Nhiều nước bắt buộc phải cho học sinh nghỉ học vì lạnh giá. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết khu vực Bắc Bộ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 14 tháng 1, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc tiếp tục mưa rét. Khoảng ngày 16 tháng 1, bộ phận không khí lạnh kết hợp rãnh gió Tây trên cao hoạt động trở lại. Nhận định về tình hình không khí lạnh, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, mưa và rét sẽ tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cho đến hết ngày 14 tháng 1. Dự báo ngày 15 tháng 1 khả năng sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường, tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ phổ biến thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 17 đến 19 độ C, nhiệt độ phổ biến cao nhất khoảng 20 đến 22 độ C. Vùng núi có nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ. Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, đợt không khí lạnh này sẽ không gây rét như những ngày vừa qua. Thông tin về tình hình thời tiết từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 1, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, ngày 12 tháng 1, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa. Từ đêm 12 tháng 1, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vài nơi, các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 13 đến 17 tháng 1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Riêng ngày 16 đến ngày 17 tháng 1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định, từ ngày 14 đến 16 tháng 1 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trên biển, vùng biển ở phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Huyền Trân có gió đông bắc cấp 6. Ngày và đêm 12 tháng 1, phía đông bắc ở khu vực Bắc Biển Đông từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Phía tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngày và đêm 13 tháng 1, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa kèm rét, có nơi mưa rào, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Thành phố Vinh, nhiều mây, đôi lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Thành phố Huế, có mây, không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thành phố Đà Nẵng, có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mây, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan khí tượng nhận định kỳ chiều cường đầu tháng Chạp âm lịch kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông. Theo Đài khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ lên theo kỳ chiều cường đầu tháng Chạp âm lịch. Dự báo đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào từ các ngày 12 đến 14 tháng 1 năm 2024 tại trạm Phú An sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè sông Đồng Điền có thể ở mức 1,57 đến 1,62 mét, xấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 đến 6 giờ và 17 đến 19 giờ. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định mức rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai ở cấp độ 2 do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông. Để ứng phó với các đợt chiều cường này, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt chiều cường cho nhân dân địa phương biết. Song song đó, các địa phương cần chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn chiều xung yếu và chuẩn bị vật tư, cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất cát để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, không để xảy ra tình trạng bể tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
Trên thế giới, trong những ngày gần đây, nhiều quốc gia ghi nhận thời tiết lạnh giá khắc nghiệt khiến trường học phải đóng cửa hoặc kéo dài kỳ nghỉ đông. Tại Ấn Độ, không khí lạnh bao trùm nhiều bang miền Bắc, gồm cả vùng thủ đô, tại các tỉnh thành thuộc vùng Punjab và Haryana. Nhiệt độ dao động từ 9 đến 12 độ C, còn Delhi, Rajasthan và Uttar Pradesh ghi nhận nhiệt độ trong khoảng 13 đến 16 độ C, thấp hơn 4 đến 9 độ so với mức bình thường. Trước tình trạng trên, chính quyền bang Delhi thông báo kéo dài kỳ nghỉ đông cho trẻ em mẫu giáo và học sinh lớp 1 đến 5 đến ngày 12 tháng 1. Còn thành phố Chandigarh thông báo cho học sinh nghỉ học đến ngày 14 tháng 1. Tại Mỹ, tuyết rơi dày đặc và bão mùa đông xuất hiện ở khu vực miền Đông Bắc. Khu vực tránh El Paso, Clean Fairbanks, bang Texas cho phép các trường phổ thông lùi giờ vào học 2 tiếng. Các lớp mẫu giáo thì bị hủy bỏ. Học sinh sẽ được phục vụ bữa sáng ấm nóng trong lớp học. Các trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động của hệ thống lò sưởi, quạt thông gió nhằm đảm bảo đủ an toàn cho học sinh trong những ngày lạnh giá. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2023, Trung Quốc cũng hứng chịu các đợt lạnh khắc nghiệt gây mưa, tuyết và băng giá. Nhiều tỉnh thành phố như Giang Tô, An Huy, Nam Kinh đều tạm dừng lớp học. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai, 13 tháng 1 năm 2024. Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng, sáng và đêm trời lạnh. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, vùng núi 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ, vùng núi 16 đến 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23 đến 26 độ, phía Nam 26 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao 2 đến 3 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6 giật cấp 7-8 biển động, sóng cao 2 đến 3 m. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai, 13 tháng 1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!